giật nhẹ phát nổ, xinh nhan thì lên, còi bấm nhẹ kêu, hai bánh vẫn quay. Thì bác cảm nhận cái gì như nào ạ? Ngon. Ngon không? Ngon. Chú Kim Ô Tô chào anh em nhá. Em có đến chỗ này là chỗ cái gì nhỉ bác nhỉ? Ủy ban nhân dân. Ủy ban nhân dân xã Lam Toàn, Nam Định. Để giao cho bác tên là gì nhỉ? Trung Kim Ô Tô lại chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh Mobile Đình nhá. Đây em đang đến trung tâm thương mại Tiến Lộc và chuẩn bị hết cái đường 21B rồi này. Em đi giao chiếc xe cho anh Trải Nam Định này. Có xe màu đỏ ở sau đây anh em nhá. Đấy, em trao cho anh xe Nam Định. Anh em theo dõi em để xem bác nhận chiếc xe này có thành công hay không anh em nhá. Đây tháp Nam Định này này. Xe pin đỏ anh em nhá. Bác gửi dọn em full 40 triệu. Đấy, dọn mộc. Anh em cùng theo dõi em xem ra chiếc xe này có thành công hay không. Anh chị em có nhu cầu mua xe dọn xe thì alo cho em, đừng nhắn tin nhá. Số điện thoại em luôn công khai đấy là 0358 444 888 và số Zalo của em là 078 210 43 anh em nhé. Đây là tháp này. Anh em nhìn cái tháp này biết là Nam Định rồi đúng không? Thương cụ già bác tặng khăn nhung quý em thơ bác lại cho quà. Bác thương những người dân công đêm nằm sương rừng núi là nhà bác sống như trời đất của ta. Trung Kim Ô Tô chào anh em nhá. Em đang đến Lam Trực, Lam Định đây rồi. Đến đúng ủy ban nhân dân, bác ấy bảo ủy ban nhân dân để giao chiếc xe Win màu đỏ đây. Điện thoại 100 bác gửi phục dựng như em đây. Thì anh em đợi kết xem em đến nơi em giao có thành công hay không ạ. Đây định vị chỉ là còn 500 mét nữa anh em nhá. 500 mét nữa. Ok anh em đợi cái kết nhá, xem giao xe thành công hay không nhá. Đây à? Đây đúng không? Đây đúng không? Đây trường mầm non. Đây là trường mầm non. Đây à? Đây trường tiểu học. Trường ủy ban cơ. Đến ủy ban nhân dân. Nhà bác này ủy ban nhân dân. Anh em đợi cái kết xem giao xe thành công hay không nhá. Đấy em là luôn quan điểm là ship tận nhà. Ship tận nhà khách. Khách kiểm tra xe ok mới trả tiền anh em ạ. Nên anh em yên tâm đây rồi. Đến nơi đây rồi. Điểm đến của bạn nằm ở bên phải. Đây rồi, ủy ban đây rồi. Đúng không? Đây đây này. Ủy ban nhân dân xã Lam Trực Lam Định nha anh em nhìn này. Ok, trụ sở đấy anh em này. Trụ sở ủy ban nhân dân xã Nam Toàn, Lam Trực Lam Định. Thì em gọi bác ra anh em nhá. Em đợi kết nhá. Ok. Xe đây anh em này, đợi kết nhá. Để em điện cho bác. Alo. Em đến đâu rồi? Em đến ủy ban nhân dân đây rồi. Rồi rồi, anh bảo với ông bảo vệ đi. Em nhìn sang bên dưới nhà mình nó có cái nhà văn hóa bên. Em chỉ biết là đến đúng cổng ủy ban đây. Đấy. Bác bảo ai ra chỗ cổng ủy ban nhận anh em này được. Mạng yếu anh em ạ. Để em điện lại. Bác bảo ai ra đúng cái cổng ủy ban nhận của em ấy nhá. Cổng ủy ban rồi. Vâng. Ok anh em nhá. Đợi cái kết xem là bác có nhận xe có thành công hay không này. Xe đây anh em này. Đấy, xe đây anh em nhá. Đấy, dỡ ra đi em, hạ thùng xuống. Đấy, cổng ủy ban nhân dân đây. Xã Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định. Dỡ ra đi. Không rồi quay anh dỡ cho này. Cầm điện thoại quay này. Bây giờ em đến đúng địa chỉ bác ấy nói rồi. Em hạ xe xuống anh em nhé. Nhận xe lại là được. Đúng rồi, chỉ cần nhận xe thôi. Thế đây dạ, nhận xe cho vẫn phải dặn nổ cho bác nhìn. Không phải như thế này thì không.
tới hôm về. Thế bác dắt về nhá. Không cần nói nhiều đâu. Để cho nói qua mấy câu thôi. Trung Kim ô tô chào anh em nhá. Được chưa? Chưa? Rồi. Dặn nhẹ phát lổ, xinh nhan thì lên, còi bấm nhẹ kêu, hai bánh vẫn quay. Thì bác cảm nhận cái gì như nào ạ? Ngon. Ngon không? Ngon. Chú Kim Ô Tô chào anh em nhá. Em có đến chỗ này là chỗ cái gì nhỉ bác nhỉ? Ủy ban Nhân dân. Ủy ban Nhân dân xã Lam Toàn, Nam Định. Để giao cho bác tên là gì nhỉ? Nguyễn Văn Cử. Bác Nguyễn Văn Cử, một chiếc xe Win huyền thoại màu đỏ, biển cực vip 310839. Đấy, thì khi bác nhận xe đấy, bác lổ lên ngon lành, gọi là giận nhẹ phát lổ, xinh nhan thì lên, còi bấm nhẹ kêu, hai bánh vẫn quay. Thì bác cảm nhận cái xe như nào ạ? Ngon. Ngon không? Ngon, ngon. Vâng. Thế thì thứ nhất là cháu chúc bác đi tốt dùng bền. Rồi. Chúc bác có đình sức khỏe thật bình an trong quá trình sử dụng. Bác đi có vấn đề gì bác alo cho cháu. Rồi. Anh em bạn bè mua xe bác giới thiệu cho cháu nhá. Rồi. Vâng. Thế cháu cảm ơn bác. Xin cảm ơn. Vâng ạ. Ok. Đấy, bác nhận của cháu nhá. Ok, ra kèo thành công. Đấy, chào tất cả anh em nhá, bác về nhá. Ok anh em ơi, chốt kèo thành công rồi. Chốt kèo thành công anh em nhá. Đấy, giao xe thành công rồi đây. Ủy ban Nhân dân đây rồi. Thôi em đi về đây. Bác rất cẩn thận, bác dắt về chắc này. Đi. Ok anh em ơi, cảm ơn anh em nhá. Đã giao xe thành công rồi. Bây giờ em về đây. Ok nhá, bác về nhá, cháu về đây. Vâng. Tiến lên lấy bác cái mic anh em ạ, quên cái mic. Okay.